Dạ, mình là Đạt Quỷ, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Quỷ. Lời đầu tiên cũng chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay đáng lẽ đi làm các bạn, nhưng mà ngày hôm qua hôm kia bệnh luôn, tới ngày hôm nay lại quyết định là ở nhà thường. Cũng mất những cái ngày nghỉ các bạn, nhưng mà thôi kệ, ở Mỹ khổ lắm, bệnh không có dám nghỉ. Nhưng mà từ sáng giờ thì hôm qua giờ cũng đuối các bạn, nhưng mà mình nằm riết á, thì nó cũng không có tốt, cho nên lên đây livestream nói chuyện chơi. Thì mình gọi livestream trên kênh Cuộc Sống Mỹ Đặc Quyển YouTube và trên Facebook, thì không biết Facebook nó đang chập chờn, nó không có kết nối được, thì không biết tại sao Facebook nó không kết nối được. Mà Facebook nó cảnh báo mình mình vi phạm cộng đồng kỹ khô gì mình cũng chẳng biết luôn. Thằng Facebook này nó tầm bay tầm ba, nó nhiều lần như thế các bạn. Nó không có chưa nó thì nhìn cái công cụ của nó đó thì hơn YouTube, nhưng mà cái robot, cái con chip điện tử của nó đó nó rất là dở. Nó nhiều bạn lắm, nhiều bạn phàn nàn, nó cảnh báo tầm bay tầm ba không à. Hoặc là mình bạo động, mình gì đó không đúng với cộng đồng của nó. Bây giờ nó cả chờ chắc nó không cho livestream. Nó không cho livestream hay sao không biết được. Ngày mấy mấy bữa trước thì mình có nói chia sẻ về cái tình hình của Việt Nam, rồi mấy người đi bán vé số, mình nói mình bao cho thánh nữ 1.000 đô để cho thánh nữ đi bán vé số một tuần thôi. Đạt Nguyễn khẳng định lại, Đạt Nguyễn bao em 1 tuần nè, để mà em đi bán vé số, để cho em biết cái khổ. Mỗi nhưng một ngày phải là 300.000. Đạt Nguyễn bỏ một để mình tắt cái Facebook luôn, cái Facebook nó không được, để mình làm lại cái đó các bạn. Một ngày phải bán được 300.000 như bà con, rồi bán 1 tuần, Đạt Nguyễn bao 1.000 đô. Thôi rồi được các bạn, rẻ không? Đặt Nguyễn mua cái sĩ diện của em á. Bây giờ càng ngày em càng hung hăng, càng ngày nó càng hung hăng, lộ ra bản chất, lộ ra bản chất là vô học. Rồi tắt cái Facebook đi, Facebook không được, nó bị chập chờn gì đó. Mình cho các bạn nghe cái đoạn mấy mươi giây của anh Alan Đặng thôi, về cái vụ mà đi bán vé số bao 1.000 đô la. Hello anh Lạc, anh Lạc trả 1.000 đô cho thánh nữ này đi bán vé số 1 tuần ở Việt Nam mà có nhiều không anh Đạt? 1.000 đô nhiều lắm á anh Đạt ơi. Một ngàn đô á, thánh nữ này có thể làm vợ anh Đạt 1 tuần á anh Đạt. Thấy chưa, anh này là nói là không đáng để bao nó một một tuần là 1.000 đô đi bán vé số. 1.000 đô nhiều lắm. Không, thánh nữ này bảo đảm không đi, làm sao đi được. 1.000 đô đối với em, thật sự 1.000 đô đối với Việt kiều Mỹ nó nhiều lắm, chứ đâu phải là nó ít đâu. Họ cài cả tuần, không, nhiều khi phải hơn nữa, đâu phải dễ đâu. Chà chết bà, hôm nay bệnh ở nhà mất tiền không dám. Nhưng mà đối với Việt Nam, đối với những con người giàu có đó, cái sĩ của nó cao lắm, cho nên 1.000 đô nó không làm đâu. Mà nếu nó làm thì cởi đi, dân cu ly cũng ráng bỏ ra 1.000 đô mua cái sĩ của em. Nhưng mà bảo đảm với các bạn là không có hả? Bạn chuyển lời đó, Đặng Nguyễn bao em 1 tuần. Đây là nơi cái này làm vợ được 1 tuần luôn đó, nhiều tiền lắm, mấy chục triệu lắm. Đối với dân Việt kiều đó, là 1.000 đô nó nhiều lắm, nhưng mà người ta có thể bỏ ra 10.000 đô, 5.000 đô, hoặc là bạn thấy đi, một Việt kiều Minnesota có thể tặng cho một cái cô bé nào đó ở dưới miền Tây 5.000 đô. Cô ta lên YouTube, người ta nói, cho nên mình nhớ hoài một người Việt kiều Minnesota ở tiểu bang này. Cái chị đó không quen với em mà thấy khổ quá, dám bỏ ra 5.000 đô để tặng, để mà nuôi bò mua về. Nó nói bây giờ mà nghe cứ là dìm hàng Việt Nam, mà không muốn Việt Nam phát triển. Mẹ Việt Nam phát triển chỗ nào? Mới năm ngoái 14 tỉnh thành kêu đói, năm nay 15 tỉnh thành kêu đói, mà càng ngày nó càng hung hăng. Mình cho các bạn coi cái đoạn video này, càng ngày càng hung hăng, và nó kêu là cái lũ luôn đó. Anh nói em nghe nè, em càng nói em càng lộ ra cái bản chất vô học của em ra. Rồi anh sử dụng cái câu giang hồ đó với em thì em đừng có trách nha. Này,
bạn bạn coi á, lấy gì của người ta đó gì nè bạn, cái người này á là bạn bạn biết ai, Facebooker chuyên gia chê Mỹ đúng không? Để coi em nói cái gì trong đây các bạn. Nói là Việt Nam mình phát triển, Việt Nam mình có cái này cái kia. Cứ mỗi lần mà mình nói là Việt Nam mình phát triển, Việt Nam mình có cái này cái kia, các bạn là mình lại nhận được những cái bình luận như... Bây giờ bạn mà về Việt Nam sống một cái coi, bạn sẽ bị một bầy lũ nó vô, nó nói bạn là Việt kiều thất. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Nó nói là bầy. Bạn sẽ bị một bầy lũ nó vô, nó nói bạn là... Đó, một cô gái đẹp, Đạt Nguyễn tôn trọng, Đạt Nguyễn phản biện, nhưng mà Đạt Nguyễn rất là tôn trọng phụ nữ. Nhưng mà bây giờ em đã dùng một cái gọi là bầy lũ. Nghe hết đó các bạn. Việt kiều thất bại cho coi nè. Tôi thấy những cái con người đó thật sự đáng thương. Có lẽ cả đời họ cũng chưa được về Việt Nam. Họ sang bên đó và họ sống quay quần ở Ồ. chỉ có cái cụm đó. Có khi Ồ. họ còn chưa ra khỏi đất nước Chữ Mỹ mới nữa đâu. mà. Cho nên họ sẽ nghĩ rằng là Việt Nam rất là tồi tệ. Và có thể là họ mang những cái hận thù ở trong quá khứ. Không có, không có hận thù, không có. Tôi nghĩ Việt Nam tồi tệ chứ Việt Nam tốt chỗ nào, em chỉ cho anh coi. Còn cái bạn mà đầu đó đó, mình biết tên gì quên rồi, nhiều bạn biết. Cái bạn đó đó là chê coi sân bay Việt Nam sân bay Mỹ bây giờ á là tụt hậu rồi, đất nước Mỹ giờ không có phát triển lại kia vậy á. Đặng Nguyễn mẹ gọi tụi bay tranh luận, cho có thằng nào dám lên tranh luận với Đặng Nguyễn đâu. Tụi bay chứng minh là Việt Nam phát triển này. Khi mà Việt kiều Mỹ á, hoặc là các bạn ở ngoài nước á, người ta nói Việt Nam không phát triển, người ta thương chứ không phải là người ta dìm hàng. Còn tụi bay chối cãi, tụi bay chọ chạy qua. Đừng có để Đạt Nguyễn dùng những câu nó khó nghe. Nè, bây giờ cái mặt của em đẹp như thôi. Cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi. Nhưng mà bây giờ em chẳng khác gì cái tụi dư luận viên, cái hồng ngu bơi hường. Em dùng cái lũ. Cái lũ là như thế nào? Cái bản chất của em mất dạy ra đó. Nó, tại vì nó nằm trong cái máu của em. Em che, em đậy thôi. Mất dạy hỗn láo lũ nào, Việt Nam phát triển chỗ nào? Cho nên á, mỗi ngày nó lấy 2-3 clip mà nó đi săn lùng nhiều lắm của những người này người kia. Bây giờ á, thằng nào chê Mỹ nói Việt Nam phát triển thì tụi bay đi về Việt Nam, tụi bay sống chứ tụi bay qua Mỹ làm chi? Tụi bay qua Mỹ lễ tụi bay lụm đô la. Tụi bay giải thích cho tao nghe tại sao năm ngoái 14 tỉnh thành mà năm nay là 15 tỉnh thành kêu đói, mà tụi bay nói phát triển ở đâu? Đáng lẽ năm nay nó phải còn 13 thì ta cũng còn cho nó phát triển. Dân làm á, thì thất nghiệp tràn lan. Mà tụi bay nói phát triển ở chỗ nào? Phát triển cái gì? Tụi bay chỉ cái nhà, cái building, cái đường cao tốc gọi là phát triển đó hả? Đó, nhìn cái mặt nó đựng xinh lắm, nhưng mà anh nói rồi, từ từ anh nặng tay với em, nếu em còn dùng cái những cái câu mất dạy như thôi. Ok, em nói lũ á, làm nói tất cả luôn, từ lớn bé nhỏ gì em nói hết. Ok, nói một lần nữa đặt quyển cảnh báo. Ok, em mà dùng cái câu từ mất dạy như thế là anh thẳng tay với em, đây là lần anh cảnh báo em lần thứ hai rồi đó. Một bạn gửi cho mình đây. Đi về Việt Nam thì tụi bay đi về, thì tụi bay cứ đi về. Bắt đầu chụp mũ người ta, bắt đầu nó đi về Việt Nam là thất bại này kia. Nó đi về Việt Nam á, nó chơi không à, chứ có nó về Việt Nam nó sống đâu. Mà về Việt Nam đó, tụi bay á, mà đi làm như những công nhân, tụi bay đi làm gì kệ mẹ tụi bay, miễn sao tụi bay sống được bên Việt Nam á, thì tụi bay hãy lên tụi bay nói. Tụi bay đâu có sống nổi đâu. Từ thằng Việt kiều thất bại mà ở đây 10 năm, 5 năm, 30 năm nó cũng bò về đây mà. Đó. Một bạn. Đọc bài này đi anh. Công nhân Việt Nam quá thảm, không biết sống sao đây. Chiều tan ca ở công ty Pontian, đông công nhân nhất ở thành phố Hồ Chí Minh cạn tiền vì bị giật hụi nha. Đó,
bao nhiêu con người người ta nhìn vô người ta thấy cái cuộc sống nó khổ chài chằng ăn chằn quấn à nó mà nó cứ sướng mày sướng chỗ nào mày chỉ tao coi coi hả mày nhìn vô những con người được mấy mấy phần trăm là sướng và bao nhiêu chục phần trăm là khổ chằn ăn chằn quấn khổ hại. Một ngày là Nguyễn Nhẫn biết bao nhiêu bạn mà nói. À, một bạn nữa nè. Làm bài mặn mặn về năm lúa nghe anh. Em điên với nó. Với chả này, thằng chả này nói điên khùng. Nó giống như mấy anh đang tôn trọng em đó Thánh Nữ. À, giống như em Thánh Nữ này. Nói điên, nói khùng. Vậy mà cả đám vô coi còn khen nữa chứ. Nó nói điên, nó nói khùng, nó nói dân sống sướng, bán vé số là tự chọn. Mà tối ngày nó vẫn là, nó gướng cái cổ lên, nó gướng cái cổ lên. Bây giờ bạn Hồng đòi phản biện với nó vô cái kênh của mình. TikTok nó nói, bỏ cái khẩu trang xuống đi. Ok, rồi bạn Hồng có cái lý do phải đeo khẩu trang. Bây giờ mình còn hai ba bạn nữa, thí dụ như bạn Phương. Tại sao Thánh Nữ? Bạn Phương vô comment em dám đâu? Bạn Phương hẹn với em dám đâu? Còn nó vô mà lúc nào nó cũng cầm sách là đọc nó ghê chứ. Hả? Mỗi ngày con người ta đều đi gọi là chạy qua bên Hàn, chạy qua bên Nhật, chạy qua cuộc sống nó đang tơi tả. Đồng đô la người ta gửi về râm râm. Bạn thấy không? Cuộc sống mà nó tới lên nó phản biện rồi, nó phản biện không lại rồi á, người ta dùng câu lịch sự với nó, bắt đầu nó kêu lũ, nó kêu này, giống y cái tụi. À, có một cái đoạn clip này hồi nãy mình coi. Bây giờ á, hôm bữa mình nói mình không có tin cái gọi là gì qua là dư luận nguyên ba cũ, nhưng mà bây giờ á, cái tụi này nó lên á, nó nói gì nè, ở bên đây á, là lực lượng chống phá. À, được cái một đò tiền nào đó. À, bạn coi luôn cái clip này mình thấy này. Khoảng thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, xuất hiện rất nhiều comment có hai từ Bắc Kỳ, có nghĩa là Bắc Kỳ, mang tính chất phân biệt vùng miền. Kéo theo đó là hàng loạt tranh cãi và mắng chửi. Cũng có một số bạn hỏi mình là những thành phần hay đi comment như vậy đến từ đâu. Mình xin khẳng định đến 99% khẳng định nha là đến từ các cá nhân và tổ chức hoạt động chống phá. Cá nhân và hoạt động chống phá. Ok chưa. Chúng tạo ra các nick clone và đi khắp nơi comment. Nick clone là nick gì? Mày đặt mày nick clone. Hả? Ồ mang bay đi học tiếng Tàu rồi mà tụi bay còn chơi tiếng Anh nữa, clone nữa hả? Tụi bay không có cái chữ tiếng Việt, tụi bay bỏ vô cái clone đó hả? Nick clone. Nick clone là nick gì? Play up. Tao lao. Ồ, tao bay đi học tiếng Tàu rồi, tao bay bỏ vô tiếng Tàu đi. Oh.
lại tuyên truyền bắt đầu là tôi nói nhân tiền ở tiền đó các bạn. Ok. Hôm nay Facebook cũng không livestream được. YouTube thì cái tiếng nói nó rẹt rẹt. Vậy là nó không phải bị sợi dây. Vậy là nó bị cái gì? Sao không bị? Bây giờ không biết còn ok không? Audio good now. Không biết tại sao luôn. Không biết tại sao. Dạ hôm nay nó bị trục trặc cái chi. Cho nên không biết các bạn. Thôi, bây giờ mình sẽ đọc comment qua cho luôn các bạn nha. Nhiều bạn rất là bức xúc, bức nút khi mà những thánh nữ, thánh nam Việt kiều thất bại. Nó cứ là Việt Nam phát triển. Mẹ nó thấy một cái xa lộ, nó thấy một cái cao tốc nên nó phát triển. Tôi không cần xa lộ đâu. Qua bên Hà Lan coi. Nông nghiệp kìa. Kinh tế người ta mạnh cỡ nào, dân người ta sướng cỡ nào. Nhà thấp thấp như thế nè. Không cần cao từng chi. Mà của người khác không phải của mình đâu. Hả? Bây giờ á, từ cái mà điện máy xanh máy đỏ tới cái mà nó nói làm như ở bên Mỹ có mo, Việt Nam mo đầy. Mấy mo của ai? Nhá? Của Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan của ai? Việt Nam giờ công trình của ai? Cầu đầy của ai? Còn bản thân những cái người lao động đó, họ sống như thế nào? Mà tụi bay ngó như nè. Sao không? Giờ ok các bạn, không biết các bạn nghe ok chưa? Không ok phải xuống chứ sao? Facebook lại cả giật không lên được. Anh Đạt bao xô thánh nữ không sợ nó mướn người mua giùm vé số hả? Đâu có giữ, vẫn chơi hoài các bạn. Phải có người đi theo bán một cái vùng nào đó mình chỉ định. Họ em tự em đi bán ở Việt Nam sĩ diện lắm, dễ gì có đâu. Một cái người bình thường đi bán, bạn biết đi bán vé số là người ta bỏ cái sĩ diện của người ta xuống dữ lắm. Nó hơn ăn xin chút à, khổ lắm. Làm sao em đi được, có đâu. Giờ bao em 5.000 em cũng không đi, nhưng mà Đặng Nguyễn đâu có tiền. Đặng Nguyễn có ráng gồng có được 1.000 thôi. Đó, 1.000 á so với một cái chuyện có thể nó rất là nhỏ, nhưng mà so với cái chuyện mà bao thánh nữ thành đây là Đặng nói mẹ nó nhiều lắm. Đừng có bao nó làm vợ còn nhiều kìa, chứ đừng có nói bao nó đi bán vé số. Đừng có để người ta hạ bệ mình xuống tới cỡ đó.
Hello anh Việt Nam Cộng hòa Sài Gòn nha. Dạ cảm ơn bạn Duy Nguyễn Duy Quang. Này bị bệnh của bạn nên cũng ráng lên nói chuyện chút cho nó giãn cơ, giãn cơ mật, giãn cơ lưỡi, hãy nằm hoài làm biến. À, chào bạn Điệp Đăng, anh Lên Cương Nguyễn nha. Hiếu Đinh chào các bạn. Này, chào bạn Nguyễn Marcus. Facebook là rễ tàu cộng mà. Nó chớp mình không biết mà nó cảnh báo mình ra vi phạm cộng đồng cộng gì mình cũng không biết các bạn. Nhiều bạn nói lắm chứ không phải mình. Nó sao nó muốn cảnh báo là nó muốn không cho đăng bài, nó không cho livestream gì nữa. Tào lao với tào. Cho nên nhiều người bực người ta đâu có chơi Facebook. À hello good morning Đạt, chúc sức khỏe ngày mới tràn đầy năng lượng. Vui khỏe, hôm nay có dân lưới em gái thánh nữ nữa không? Cho nói thánh nữ có bài thì Nguyễn có bài. Chừng nào cô chú chị em còn ủng hộ thì mình cứ tiếp tục các bạn. Nó càng ngày nó càng nói, nó càng lộ ra rồi là những cái gọi là băng chuồng sơn nha, băng khỉ chuồng sơn hung hăng. Anh xem sao chứ gửi chị về trại tâm thần ở Việt Nam. Đừng để đi lang thang bên Mỹ tưởng hôm lên. Gửi về Việt Nam cho còn kịp ăn Tết. Thì kêu các bạn kêu chợ quán bắt lại đi chứ giờ sau cho thả ra. Mà nó thấy Việt Nam lúc nào cũng tuyệt vời. Mày không muốn, nói xong mày muốn Việt Nam phát triển đúng không? Một Việt Nam phát triển, dân Việt Nam phát triển, Việt Kiều đỡ tốn tiền gửi về phụ giúp bà con có phát triển đâu. À, nó nói ai kêu mày gửi cho gia đình mày chứ mày gửi cho Việt Nam nào. Nó nói mà nó ngu, nó con bò, nó không chịu ngu. Nó hung hãn qua thử cần cái quần đó. Hung hãn qua thử cần cái, không hiểu. Trẻ em lại phải đi bán hàng rong, đi bán vé số chết mẹ mà kêu bảo sướng. Nó về, Việt Kiều Mỹ về, có tiền sướng. Trời, bây giờ mình đi về, mình cầm 50 ngàn đô la, mình không có cho ai đó. Mình ăn chơi một tháng, sướng không? Sướng. Đến chỗ ăn chơi, Việt Nam có chỗ ăn chơi không? Việt Nam có chỗ sướng không? Việt Nam có chỗ cao cấp không? Sao không có? Bao nhiêu phần trăm? 75% dân lao động sống không đủ ăn mà mẹ nói cứ sướng ở đâu? Nó cãi cối. Bạn Phương vô comment thì nó đâu có dám. Bây giờ có nhiều tố nhảy ở Mỹ tục khẩu thì mày đi Việt Nam mày sống đi cho nó. Mỹ nó khỏi tục khẩu, Mỹ nó đang tục khẩu lắm, sống chứ Việt Nam đang lên, nó Việt Nam sống, Việt Nam làm. Về Việt Nam mà hai bàn tay trắng á mà tụi bay sống được á, tao đố tụi bay sống được. Tụi bay xạo không đem tiền về. Cái bạn hôm qua Jimmy thì mình không có chắc bạn ấy, thấy không? Là bạn ấy nói thật mà, bạn nói sợ về Nam sống sướng, bạn ấy đi làm lấy tiền ở Mỹ về Nam sống, làm online gì đó thì sống sướng. Còn những cái tên mà nó xạo, nó làm ở đây nè, nó về Việt Nam nó chơi, nó giờ Việt Nam sống sướng. Mày đến về chỗ ăn chơi không sướng. Chắc mày đi qua Bắc Hàn chắc cũng có chỗ ăn chơi nó cũng có sướng chắc. Ở đâu không sướng, qua chỗ khuya chắc cũng có sướng chứ. Tụi mày nói tụi mày đuôi hết tụi mày không thấy. Đi làm thợ hồ khổ rồi mà không có việc nữa. Việt Nam á, bây giờ đụng cái đi trời ơi, bạn thấy khiên gãy lưng luôn các bạn. Nó bị brainwash, không biết có brainwash hay nó bị tâm thần, nó bị cố tình. Không cần nói nhưng lỗi họa mi với loài người có trái tim này nhé. Không cần nói những loài họa mỹ, hoa mỹ với loài người không có. Nói em vô tâm em không chịu. Bây giờ em bắt đầu em dùng những cái câu từ bắt đầu mất dạy rồi đó. Ý chang lớn rồi, già rồi, cũng không còn trẻ nữa. Dùng những cái câu đó là những cái tụi mà
cái tụi mà nó bắt ký bắt cà bắt ký đó, ừ, cái tụi đó nó là nó dùng cái dư luận quyên mà bắt cộng á, nó dùng mấy chữ lũ đồ này kia nè. Còn mình đi theo nó, một đám đi theo nó, rút cuộc á cái sĩ diện của mình mất luôn. Tự chọn con mẹ nó, không bán vé số thì làm gì, giờ thất nghiệp không ai thuê mướn, học phí quá cao, học sinh mầm non bây giờ cũng phải đi bán vé số mới mưu sinh. Nó nói á, cái tên năm lúa đó nè, mình nói nó vô nó phản biện mình á, nó nói nó ở bên đây mình đây nè, vô gia cư tụi nó đó bây giờ là nhắm vào vô gia cư, nhưng mà nó mày nói nó thiệt với năm lúa mà dốt lắm năm lúa rồi. Em thánh nữ á, Đạt Nguyễn còn nhân nhượng chút xíu chứ còn năm lúa mày nó ngu, nó còn bò thật. Nó ở Mỹ mà không biết nó phải ở Mỹ không, có nhiều người nói nó ở Mỹ tho mà nó ngu chưa từng thấy, nó không hiểu cái gì nữa. Đừng có nói mày sống ở Mỹ nhục lắm. Ok, mày ở Mỹ tho mày nói nó giống như các bạn dư luận nguyên á thì ok, tại vì ha anh nhìn cái bức tranh ở phía ngoài thôi. Đó, đó đây bạn ở bên Mỹ á, mà vô gia cư á, nhờ là người ta tự chọn, có người tự chọn không, có người tự đi bên, có không, có không, có, mà nó cũng đâu biết đâu. Người Mỹ cũng vậy nha, người Việt Nam á, Đạt Nguyễn có một người tự chọn đi nè, nhưng mà Đạt Nguyễn phỏng vấn người ta không chịu nè, qua tới Mỹ rồi tự đi làm homeless các bạn, ở ngay đây luôn nè, nói cho các bạn biết. Và Mỹ mà, tự do tư tưởng mà. Như rồi nó nói ở Việt Nam đi bán vé số người ta cũng tự, cả cái con thánh nữ luôn, mẹ tao kêu mày bằng con luôn, giờ tao không tôn trọng mày nữa, cái con thánh nữ luôn, tự chọn tụi bay, mẹ cho hùa tụi bay, mẹ dốt nát tụi bay, nói bừa tụi bay, nói bậy tụi bay, nói tào lao hả? À, ai chống phá nhà nước, ta thấy dân khổ, ta đang gửi tiền về tụi bay, nói à, chống phá tụi bay dẹp cái chữ đó đi, tụi bay đừng có chụp mũ người khác. Rồi nó hỏi mình có làm từ thiện không, đừng có để Đạt Nguyễn bắt này phải cá với Đạt Nguyễn nha. Từ thánh nữ luôn. Đừng có để Đạt Nguyễn mà nói con số ra và Đạt Nguyễn bắt bạn phải cá. Tại Đạt Nguyễn hỏi bạn hỏi Đạt Nguyễn có làm từ thiện không? Đạt Nguyễn mà nói con số ra thì tụi bay mẹ té ghế. Giống như anh Minh Hiếu thôi. Mỗi tháng anh đi làm 2 job, anh gửi về Việt Nam bao nhiêu nữa. Tụi bay không có tiền thì tụi bay nhín đi. Tụi tao bên đây làm cu ly thật, nhưng mà ráng cố gắng giúp bà con. Ok. Đạt Nguyễn chấp Việt Kiều thất bại luôn ha, muốn làm từ thiện mà nói đi con số ra với Đạt Nguyễn không? Tụi bay có làm đâu, tụi bay nói Việt Nam sống sướng quá, tụi bay làm gì có từ thiện. Mà về cái bản thân của tụi bay đâu, giấc da giấc dưỡng chết mẹ, tháng tụi bay ăn có 100 đô lấy gì Việt Nam phát triển, mà tụi bay mà nói Việt Nam phát triển, tụi bay về tụi bay ăn 100 đô một tháng lấy gì Việt Nam phát triển, lấy gì bà bán bánh mì ba bán, lấy gì bán ba bán hủ tiếu ba bán được. Tụi bay ăn có ngày một tháng tụi bay ăn có 100 mà Đạt Nguyễn hả, đi về Việt Nam chắc ăn suốt đời luôn á, cũng không chưa hết tiền nữa, một tháng 100 nè, vậy sao Việt Nam phát triển? Thôi làm đi, tự do tài chính. Mẹ mày, cái tuổi mày đang đi làm mày ở nhà không á, mày tự do tài chính ở đâu? Nước Việt Nam sướng mà tại sao người Việt Nam bỏ nước ra đi? Nó đi đi cho bớt. Nó cuồng, nó điên, nó đầm bậy, nó đầm bại, nó đi đi cho rảnh, đi. Không thích cứ đi, mà đi được ta đi hết. Ok. À, anh Đạt thương thầm rồi, ừ cũng được, dạ thương thầm em lắm. Có làm được gói mì tôm mà Campuchia nó trả lại hả? Sầu riêng bây giờ EU nè. Không làm được gì.
Hello. Tụi bay mẹ tào lao tối ngày tụi bay lên tuyên truyền, tụi bay cãi không lại, cái ba lần tụi bay la chống phá. À, chống cái gì? Tao nói gì chống phá? Có kêu ai xuống đã đảo không? Có ai xuống biểu tình không? Tao nói cuộc sống của người dân đang khổ đó. À, tụi bay không làm được cái tụi bay sợ hả? Đúng không? Bây giờ là sầu riêng EU đưa vô, sầu riêng của Việt Nam là chăm sóc đặc biệt. Nó trồng cái sầu riêng, bạn biết sao không? Nhúng thuốc các bạn, nhìn giống thuốc là sợ luôn. Các bạn ăn đi, ở trong nước đó. Nước mà xanh lè, đặc sệt gì đó không? Nhúng vô, đúng vô. EU nó chặn kìa, mà có cái đoạn video đây nè. VTV nó nói đó, chứ không phải phản động nó nói đâu. Các bạn ăn bao nhiêu tấn rồi? Cho nên chết dần chết mòn, ai thế? Mốt tàu nó thế cho. Ok. Ok, để qua cái vụ mà sao á, âm thanh ha. Tôi không, tôi thì không nghe con khùng đó, nó nói khùng đó đi mà. Để bắt đầu mỗi ngày nó đi săn lùng, mà bây giờ có những tên bạn hay. Hôm qua có một bạn ở Facebook qua đây có chắc dài 3 năm, thấy không? Bạn ấy nghe, bạn ấy bực bội lắm. Đó. Bạn ấy đã phản biện lại, bạn ấy có một bài bạn ấy phản biện lại ba que thằng Bắc Cộng không? Bạn ấy phản biện lại cái con Linh Đà, bạn ấy phản biện lại nó qua đây cuộc sống khổ, cuộc sống gì nó mẹ qua đây sướng chết mẹ nha. Anh Đạt bao show thánh nữ không sợ nó mướn người mua giùm hả? Nó mướn người mình biết liền đúng không? Mình phải chở nó đi tới một cái vùng nào khác. Ok, chọn vùng, tôi chọn vùng. Đi bán. Bạn nghĩ nó bán không? Có đâu. Không bao giờ các bạn. Dạo mà, lá ngọc cành vàng mà. Ok rồi, sáng nay internet nhà nó cũng tệ chắc vậy ha, không biết sao giờ giọng là vẫn ok. Thánh nữ đi bán vé số chắc mau hết vé lắm hả? Thử đi, thử. Mình nói á, mình thách thức thánh nữ là một tuần mình bao em 1.000, năm lúa 6 tháng. Bán được 10 triệu Đạt Nguyễn tặng cho 10 triệu. Ok. Năm lúa dám nó dám làm lắm á, làm thử đi. 6 tháng thánh nữ mình cho một tuần thôi, mình tặng 1.000, năm lúa bán một tháng 10 triệu Đạt Nguyễn tặng 10 triệu, 6 triệu Đạt Nguyễn tặng 6 triệu, 6 tháng một tháng bạn mày bán được 10 triệu tao tao tặng mày 60 triệu, đúng không? Hào phóng chưa, cái mẹ nó ráng cài bên đây tao tặng cho mày, tụi mày xạo hả? À, cảm ơn bạn Nguyễn Duy Quang nha, sáng nay thấy cái đoạn video đó và cảm ơn bạn. Thì nó vẫn còn khi mà mình nhìn đâu á, mình nhận thấy nó vẫn còn giống khi bạn xuống cái cầu, bạn ngó bên tay trái thì cái bên tay phải cái bên đó thì thấy nó nhẹ nhàng hơn ha, bên Thanh Đa đó, đứng bên đó mình thấy mình xuống thấy nó thoải mái hơn. Việt Nam sướng anh kêu thánh nữ đó giúp em với, em đang khổ nè. Nên nói á, các bạn phải cố gắng đi làm đi thì có. Mày tao bay nói khùng quá, dân Việt Nam nó đang cố gắng đi làm lắm đó. Làm đến nỗi là phải đi bán vé số hàng ngày luôn đó. À, từ làm công nhân mà xuống đi bán vé số luôn. Không còn gì việc làm. Ráng cố gắng làm, ở đâu cũng ráng cố gắng làm. Ở đâu, ở ngoài nước Việt Nam á,
qua Campuchia thì ráng cố gắng làm cũng còn có ăn. Nhưng mà ở trong nước ráng cố gắng làm. Ôi mày, tôi nó mình nói nó đuôi nó không chịu đó. Nó đuôi cái bông. Anh Đạt kêu chị Phương chửi gói thánh nữ đi. Em thích nghe chị Phương nói rất hay đúng. Đó, để chắc bạn Phương đang học thi sao? Để bữa nào nói chuyện với bạn. Đó. Nó nói á, cái gì tụi bay làm YouTube kiếm tiền đó, bạn Hồng không làm YouTube, bạn Hồng không làm TikTok, bạn Phương không YouTube, không TikTok, không gì hết. Mời tôi mới lên, mời tôi mới lên tôi mới nói hả, tụi bay không dám, tụi bay không dám. Lên nói á, mà nói càng nói bừa nói bậy. Anh Đạt nói lên sự thật giúp người cần được giúp đỡ trong nước. Ở trong nước còn khó khăn, người có lương tâm không thể cầm lòng được. Nhìn thấy là vậy các bạn. Như các bạn Mỹ Linh Hồ ở bên Canada, nhìn bà con mà mình thấy muốn khóc. Mình cho, mình tặng, mình biếu không được bao nhiêu. Cái đó là nó nói vậy nè. Không có công bằng, tụi bay đâu có làm, tụi bay đóng thuế rồi sao tụi bay muốn ăn. Mẹ, cái đó mới là không công bằng. Một cái đất nước có công bằng là người thấp cổ bé họng phải được bảo vệ từ cái chính quyền tới cái miếng ăn, nó mới gọi là công bằng. Ok, sanh ra trong nghèo đói không có dựa dẫm được ai thì phải dựa dẫm vào chính phủ nơi đó, đất nước nơi đó. Mà phải đất nước Việt Nam nó nghèo thì chịu. Cài lên sỏi đá không thì chịu. Đúng vô cái nào toàn là tài nguyên thiên nhiên không. Mỏ nhôm, mỏ sắt, mỏ vàng, mỏ dầu, đất hiếm, rừng vàng, biển bạc quá trời luôn. Mà cuối cùng không có mẹ gì, nó nói không công bằng, công bằng đâu. Đất nước ta như vậy, con Nhật Bột nó có cái gì? Nó có sóng thần với động đất không? Rồi xong, mới chiến tranh xong. Tự tụi nó làm luật sư cho bác thì chứ bác nào nói đâu. Mới chiến tranh xong, mới bị cấm vận xong. À, mà tại sao mày vào? Cái thằng như thánh nữ á, mới cấm vận xong sao em vào? Mà tại sao người ta lại nghèo thế? Đúng không? Em chỉ cho người ta đi. Bác Võ Văn Thưởng giờ còn phải nói là xóa đói mà. Mà em cứ nói sướng là sao mà em phản động bác dữ vậy? Thấy không? Bác nói là xóa đói, một năm cần 5% xuống, 5% xuống. Giờ này còn đói, các bạn không phải xóa. Võ Văn Thưởng nói mà. Nó nói không có cần tụi bay đâu. Nó không có đâu, mà tụi bay đang phản động nữa. Mấy bác đang cần dữ lắm. Hello Đạt, chúc mau khỏe mạnh nha. Nhờ có internet, dân Việt Nam mới yêu thích nước Mỹ hơn. Ở Việt Nam không dám livestream đâu, nói về sự thật. Cho nên tụi nó lên ngôi, cảm ơn bạn hết mai, hết Mỹ. Cho nên tụi nó mới lên ngôi. Dân Việt Nam nhìn thấy sợ sợ. Giờ mình lên là nói trời ơi, đất nước đẹp lắm, mạnh lắm, hào hùng lắm, ok. Bà con xếp hàng chờ cơm từ thiện mà nó cũng không thấy bình thường. Nhà trọ dạo này khóc ròng, mất thu nhập, không có tiền góp ngân hàng do công nhân thất nghiệp trả phòng nhà nó đi đây đó. Đâu phải là nhà trọ nào cũng phải cũng gọi là thu không đâu, phải không? Mượn tiền ngân hàng sửa lên sửa xuống, bây giờ không có chết bà luôn. Anh Đạt bị bệnh cảm thương Bạch Cốt Tinh họ Lê rồi hả? Bạch Cốt Tinh à, họ Lê này á, post mấy cái video lên hả, comment ở Đạt đóng hết comment hả? Thì đó mình nói mà bỏ lên mà đóng comment cũng vậy. Gì em chơi dơ, chơi bẩn chết mẹ. Em nói là không được xóa comment của em. Đàng Nguyễn nói á, Đàng Nguyễn không bao giờ xóa comment. Ok, chừng nào chửi thời thôi. Nó tục, nó bậy. Mà chính em lóc Đạt Nguyễn. Ok, thì nói rồi.
nói đi nói lại đụng đụng chạm mấy chị em phụ nữ, xin lỗi mấy chị em phụ nữ chứ nói ra nói lại thì em cũng chỉ có là đàn bà mà thôi. Chứ em có con cháu hai bà chứng gì đâu mà em lên em phản biện, em là chống lại nói xấu đất nước mày, nói đúng chứ nói xấu đâu. Chính em đi lóc Đạt Nguyễn, giờ Đạt Nguyễn không dám comment nữa. Em lóc Đạt Nguyễn xong rồi em thả ra, rồi xong rồi Đạt Nguyễn đâu có comment rồi, comment nó lóc nữa, cho nên Đạt Nguyễn không có comment. Chơi chứ cười, kêu người ta đừng có xóa comment, đừng lóc comment, mình chính mình đi lóc người ta. Chơi chơi vậy. Con ma nữ đó chắc con mắt nó để trong quần nên nó mới không thấy người dân đang khổ hả? Nó không có tâm. Dạ, gọi nó là vô tâm. Cho nên ở Việt Nam mà có càng nhiều những con người đó thì dân thấp cổ bé họng càng chết nữa các bạn. Ha. Cho nên nó đi tìm phe đảng là nó đi tìm đồng bọn đó. Tụi nó nói vậy đó, nó đi tìm đồng bọn. Nó qua tới Mỹ rồi, đồng bọn nó qua tới Mỹ rồi, xong rồi nó mới thấy Mỹ tụt hậu quá, Mỹ khổ quá, Việt Nam phát triển quá, mà nó về nó tung hô, cái được 1 tháng 2 tháng nó chạy qua đây mất mẹ nó. Cái bạn mà Facebooker hôm qua đó, cái bạn đó mà bạn hơi nhát nhát rồi. Nhìn qua đây xong rồi nghe tụi nó nói bực lắm. Công ty bia cắt giảm nhân sự, bộ phận sản xuất cho nghỉ rất nhiều. Năm nay không có tiền thưởng Tết, chồng con bạn em làm ở đó hả? Dạ đó, nó giờ giải cứu bia luôn các bạn, đi giải cứu bia. Bà con giảm uống bia 50%. Cái gì giờ cũng giảm đó, là nhờ mấy bác. Em nhỏ đó là cái ngành đó Đạt, em đang ế khách hàng. Không, Đạt Nguyễn bao em bán vé số thôi, chứ Đạt Nguyễn bao em 1.000 làm vợ Đạt Nguyễn không bao, mà em 100 Đạt Nguyễn cũng không bao, em còn không xứng đáng. Nói vậy nó mới vậy. Em không xứng đáng để Đạt Nguyễn bao 1.000 là một tuần làm vợ. Anh e là nặng đưa em lên cao quá, đi bán vé số Đạt Nguyễn bao 1.000, chỉ còn bao làm vợ 1.000 Đạt Nguyễn không bao. Thế năm lúa mà ngu nữ họ Lê chắc đang núp lùm xem ngá, năm lúa là lúc nào cũng xem nó rình dữ lắm. Cái nào mà nó phản biện được cái nào lấy ra phản biện, cái nào mà bạn thấy nó bị bí rối thôi ha, nó nhục cái vụ mà cái garage nó nhục mà bạn thấy đi, nó cãi như rồi á, như có như sẵn như biết hết luôn nè. Cái qua review cái garage cái nó im nó cầm lại đó, gọi là một trong những cái cãi mà nó cãi như bòi đó, cãi cho bằng được. Mấy có hiểu con mẹ gì cuộc sống Mỹ đâu mà cãi hả, nói cái gì cũng sai hết, không có gì đúng hết. Hỏi cô chú anh chị em trên đây biết, còn cái thằng nào mà Việt Kiều mà nói năm lúa nó đúng lên đây phản biện như Đạt Nguyễn. Đạt Nguyễn gọi năm lúa, gửi năm lúa mấy lần phản biện nghe mày, nó đến khe. Yeah. Kêu mấy bác mở cửa ra đi, đừng cấm người dân đi, đảm bảo phải đi hết nè. Mở cửa gì đi được rồi, đi qua nước khác nó đâu cho vô đâu. Nó thấy Việt Nam nó cho vô visa đó. Mà đi được thì cố gắng đi lạc các bạn. Nhật Bản cũng nhận sầu riêng của Việt Nam. Nói chung á các bạn, bạn thấy đi, nhờ mấy cái nước đó đó, Nhật Bản, EU, Mỹ đồ này kia nó phát hiện ra, bạn mới biết được. Như là ớt nó nhập qua bên Hàn Quốc gấp cái chất
kháng sinh, chất bảo quản, chất khỉ khô đó, gấp 10 lần của một nước cho phép, thấy không? Hoặc là mì gói vậy. Nó nói mấy nước đó nó dạy Việt Nam nó không sao. Ở các bạn, người sắt nó còn xét nữa các bạn, thấy không? Người sắt nó còn xét nữa. Chỉ có những cái sắt thép mà nó không rỉ thôi, chứ còn nó người sắt là cũng từ từ nó cũng xét. Mà bạn ăn dần. Ở mấy cái đó nó ở Việt Nam sống an toàn, cái đó là mới là không an toàn nữa. Bây giờ chạy đường nào cũng chết, đường nào cũng phải ăn chứ sao, đường nào cũng phải uống, mà nó vô mình đâu có phát hiện được nó đâu. Từ từ. Thánh nữ mà đi bán vé số đảm bảo không quá 4 tiếng, vì đi tới đâu họ về tới đó mới mua. Ồ, Việt Nam tệ vậy sao? Thì đó có nhiều người cũng kể đó, mấy cô gái mà bán đẹp đẹp chút xíu, nó cho phải đi mua tờ vé số, phải nắm tay, nắm chân gì đó, rồi nói chung nó khổ quá các bạn, nó khổ quá, Việt Nam nhìn thấy khổ. À, bán một ngày 300.000 hơi khó nha Đạt. Đó, ở Sài Gòn hôm bữa anh hỏi mấy người ở bệnh viện Chợ Rẫy đó, lúc livestream đó họ nó bán được 300.000. Em lấy 300.000. Để em đi bán. Em là sướng lắm thì em đi bán thử tuần để em cảm nhận được. Mình không có bán nhưng mà mình đặt mình vào những cái người đó, mình nói trời ơi khổ quá. Đi chày da chóc chạy. Mình đang ok. Mình thấy người ta khổ quá. Nó nói mày môi cái xấu không? Cái đó không có xấu, cái đó không có gì xấu, cái đó đang là đói, người ta nói. Tại vì em nói sướng người ta mới nói, chứ còn em không nói thì đâu ai nói. Ừ? Thêm mấy thằng đi về nữa, Việt Nam giờ phát triển lắm, có phát triển. Nhưng mà mới năm ngoái 14 tỉnh thành kêu đó, năm nay 15 tỉnh thành kêu đó, mày phát triển chỗ nào mới được. Bây giờ phát triển này cổng chào, tượng đài, cung hoa, cung lệ gì cho cố, mà cái bao tử nó không có. Chi vậy? Tượng đài nghìn tỷ mà trong khi đó chết mẹ mà tượng đài chi? Nó nhìn vô kìa, trời ơi cổng chào kìa, đó nghìn tỷ, tượng đài nghìn tỷ, nguyên cái làng đói, nguyên cái tỉnh nó đói, đúng không? Chi? Năm lúa nó lết không nổi đâu, nó kêu nó bán vé số, nó kêu đi xin sớm hơn. Cho nó lấy chiếc xe lăn nó ngồi. Bạn thấy ở dưới quê không, mấy cái người mà trẻ trẻ, thanh niên á, 35, 45 đồ này kia, đi bán vé số, thanh niên á, không có việc làm. Rồi đàn ông đàn em đi bán vé số, hỏi sao, công ty hãng xưởng nào mướn đâu. Đó, đi bán vé số, không có tiền mua chiếc xe Honda chạy xe ôm nữa, phải đi bán vé số. Anh Đạt sao gọi là thánh nữ mà không gọi là bà cụ họ Lê? Từ từ Đạt Nguyễn sẽ đổi. Đạt Nguyễn còn tôn trọng em, mà em dùng những câu từ hung hăng thì từ từ Đạt Nguyễn mấy bạn kêu là ma nữ đó. Rồi xong rồi Bạch Cốt Tinh luôn. Anh phải công nhận cuộc đàm thoại của em Đạt và cô bé Hồng có nhiều phân tích so sánh bình luận trong ngoài rất chính xác. Dạ, cảm ơn Châu. Em sẽ gặp bạn Hồng rất sớm ở Cali, rất sớm các bạn. Vé máy bay mua rồi, qua thăm bạn Hồng luôn, qua chơi luôn, đi chơi rồi sẽ đến San Diego, đi qua bên Mỹ luôn, đến đó. Đó là dự tính, nhưng gặp bạn Hồng là đúng, sẽ gặp bằng Hồng rồi tới qua bên Mỹ coi cái cảnh, quay cái cảnh cho bà con coi lại cái cảnh đó mình đi 20 năm gì trước. Dạ cảm ơn bạn Phương nha, chúc bạn một ngày an lành.
Ngày hôm nay thì Facebook nó chập chờn, nó nhá 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 không lên được. À, cảm ơn bằng Phương, để chút xuống coi lại coi nó sao. Hôm qua nó cảnh báo mình bị vi phạm cộng đồng gì đâu. À, cẩn thận gì, gì đâu, làm gì đâu. Đi bán vé số tưởng bở hả? Có bà chị thử đi bán vé số về sợ luôn. Toàn nó đâu phải dễ đâu, mình nhìn đi các bạn. Mà mình mời một người, người ta nói không, tôi không mua, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn em. Mà người ta còn tôn trọng mình đó. Mua. Nhiều khi cũng bực các bạn, nói người này đến người kia bực, nạt nộ, bỏ cái sĩ diện xuống dữ lắm. Rồi đi bộ chết bà luôn, trời nắng nóng nọ kia, dễ đâu. Chờ Đạt lên chương trình với cô Hồng nói về Trung Quốc thuộc địa hóa Việt Nam. Dạ, để bữa nào, mấy nay bệnh đuối quá. Tôi ở Mỹ mới về Việt Nam chơi đây, môi trường quá tệ. Người dân nghèo đi bán với số đầy được. Xá rã rác, tè tè le. Về chơi vài ngày thì được chứ ở luôn. Đấy, các bạn, cảm ơn anh Minh. Các bạn đó họ không nhìn thấy. Đừng có nói phụ nữ nha. Đi về Nam, nói môi trường ở thành phố. Bạn thấy anh Alan nói. Thường đàn ông ở dơ hơn phụ nữ. Bụi hơn. Mấy cái đó ít để ý. Nhưng mà bạn thấy đi xong rồi về, lau một cái, lấy cái khăn lau và đem khui liền. Còn mấy chị là da, mặt da, đồ, kem, đồ. Nó ăn, nó bệnh, nó quệt. Càng ngày cái môi trường nó càng tệ. Rồi càng ngày bà con đi bán vé số càng nhiều. Công ăn việc làm không có. Mình cứ nơ cứ sướng. Bệnh tật tràn lan sướng. Nếu mà đó bà con khổ, có chính phủ nuôi, giúp đỡ, giống như ở bên Mỹ, thì đâu ai nói gì đâu. Thấy không? Phải đi bán vé số, phải cho con đi đóng tiền học. Không hiểu. Anh này giữ gìn sức khỏe, uống thuốc, rồi mới uống hai viên Tylenol nữa. Hồi sáng để cũng để báo thức đầu dậy đi làm, mệt quá. Hôm qua cũng biết khôn rồi, mình nhắn tin cho ông sếp mình nói ngày mai có thể mình tới, có thể mình không. Không bị bad attendance đó bạn. Ok. Chứ mà sáng mơ mình báo nó là nó mình bị là bad attendance là nó tính vô một cái ngày nghỉ. Nó không báo trước. Cho nên dậy quái. Trời nó lạnh nè, ra vô. Chú Đạt đừng gọi thằng năm lúa nó còn hãnh diện, gọi lên nói là thằng năm lúa đúng sai gì nó cũng lùa, gọi là năm lùa mới xứng. Năm lùa hả? Ok, các bạn cứ cho tên. Năm lùa mà nó lùa mấy cái bạn ở trong nước, mấy cái bạn mà dư luận quen thôi, chứ còn ha, những người sống ở ngoài người ta hiểu, người ta đâu có, người ta chửi nó không thấy. Mà chia sẻ mà bị người ta chửi không, mà mình nhận lại mình coi. Mà vẫn là nói tào lao, nói tầm bậy, nói tầm mã, không có hiểu gì hết, không có hiểu gì. Phát triển 14 tỉnh đói lên 15 tỉnh nè. Vậy không có thể nào mà nói là phát triển được hết. Giờ tôi, anh đừng có nói nhiều à, anh không cần nói phát triển cái gì GDP gì hết. Năm ngoái, năm 2022 14 tỉnh thành kiểu đói, mà năm 2023 15 tỉnh thành kiểu đói. Mà bạn biết rồi, đã đói đói á, mà lên báo á, là rất đói nha. Nó phải á là 30 tỉnh thành, 50 tỉnh thành, chứ không có phải là 15 tỉnh thành. Nhưng mà cho là vậy đi, số liệu đi. Số liệu đi. Vậy phát triển sao mà nó không phải tốt hơn mà nó còn đói hơn. Đó là đói hơn cái con gì đó. Vậy tốt chỗ nào đó, mình nhìn vô mình thấy tốt chỗ nào. Tượng đài để con cháu đời sau hả? Nó có cái phỉ nhổ chứ anh.
Ma nữ đi bán vé số thì là vé số liền. Ma nữ đi bán vé số thì là vé số liền đó bạn. Thì là vé số liền. Không hiểu câu này. Em cần đi bán cái kia lấy cả ngàn đô dư sức còn. Ồ, cái kia không bao, không thèm. Đâu phải ngàn đô, giống anh là nói ngàn đô đâu phải là ít. Mà ngàn đô có thể là nó không nhiều. Vậy thôi các bạn, bạn sử dụng vô cái nào thôi. Nó mình mua cái sĩ diện của em để em biết. Còn cái ấy ấy của em đặc biệt không thèm. Ok. Nói vậy cho em tức trời. Ok. Ai anh cũng kêu là bạn hết, còn em Bạch Cốt Tinh thì họ Lê thì là gọi là không chịu đâu. Em ghen á. Dạ. Ra đường giờ bụi bẩn nè, an toàn giao thông do giờ rất sợ hả? Sướng gì? Nhà mình Tết này mấy đứa con không về ăn Tết trời đời đó, nói cái Tết để nào khỏe khỏe bàn cái vụ Tết Việt Nam này. Năm nào cũng bàn Tết Việt Nam, bạn khổ. Đùm đùm kéo kéo về, tốn tiền tốn bạc. Ở lại thì không có làm. Nói Việt Nam vậy, đóng cửa ngủ không à. Hay lắm. Bây giờ á, nó không có việc mà nó nói. Nhưng mà lúc mà có việc á, đóng cửa luôn. Ở Mỹ có đóng đâu. Tết, tết, lễ, lễ chứ. Không? Ít nhất cũng 20% người ta làm việc ở trong cái hãng xưởng đó. Người ta muốn làm, người ta kiếm tiền. Giờ tôi ngày được 300 ngàn, giờ tôi làm kiếm được 700 ngàn, 800 ngàn, 1,5 nữa cộng vô thêm đó. Hay là nhiêu đó đi về tốn tiền, tôi đâu có muốn về đâu, rồi cứ phải đi về luôn. Khổ vậy, ngồi nhà đây người ta đi hết rồi cũng chán, rồi thôi cũng đi về quê luôn. Đạt kêu con Lê đi bán vé số một tuần chắc hẳn hẳn của em hết xài luôn, chắc hẳn hả? Đi hết nổi hả? Nó trời dễ gì nó đi. Mình nói mình bảo đảm luôn. Bây giờ mình nói mình có đưa lên á, mình có đưa lên thêm vài ngàn đô nữa cũng không đi. Giàu mà. Trời ơi, mà cái sĩ diện cao lắm. Nhưng mà Đặng Nguyễn làm gì có tiền lên vài ngàn. Gán gồng lắm á, mới lên được ngàn. Gán gồng lắm mới có ngàn. À, kêu lên vài ngàn thôi, không có đâu. Mà mình nói chắc bỏ ra cỡ chừng 5 ngàn em cũng không đi đâu. Rồi em giàu, em hỏi ông hơn gì tôi đâu có hơn gì đâu, hơn được cái tấm lòng. Được rồi, chỉ còn hơn cái gì, nghèo thấy mẹ qua đây làm thợ thôi mà. Nó vậy đó, khổ lắm. Cho nên ở Việt Nam nó cứ so sánh giàu nghèo đó ngày như đó. Rồi con người ta nó sanh ra cái gọi là cái tiêu cực, mình nghèo mình thì tuổi của mình, còn bên đây nghèo cũng chẳng thấy tuổi gì, thấy không? Tại vì á, bạn cũng có xe hơi, bạn chạy, bạn cũng có ăn cái quần cái áo, đừng có đồ hiệu thôi, ai mua cũng được. Nó không có nói gì, bạn xài iPhone người ta cũng xài iPhone, ok, chứ đâu phải phân chia đẳng cấp gì đâu. Nó không có nói lên gì hết, cho nên ở bên Mỹ nó khác, còn bên kia là nó phân chia, bạn leo lên xe 4 bánh cái là ngon trời, mà xe xịn một cái nữa thôi, hoặc là đẩy chiếc xe 2 bánh ra là xe hiệu, spicy. Xe Vespa Dio gì đó, trời ơi, bạn thấy cái Vespa Dio, mình nhớ mình coi ở đây, nó bán như có 10 ngàn sao hả? Vespa Dio, ở Việt Nam nó bán mấy tỷ á. Bạn thấy em về Việt Nam, một đất nước nghèo. Ủa, em nói vậy nè, chiếc xe phải đóng thuế gấp đôi, gấp ba, tại đường nó chật. Rồi, chiếc xe 2 bánh thôi. Chiếc xe 2 bánh cái SH ở đây mua có 3.500, 4.000 chiếc, Việt Nam 10.000, mười mấy ngàn. Chiếc Dio ở đây mua có 10.000, Việt Nam nó bán 5-60.000 gì đó. Hả? À, kỳ vậy. Tự nhiên cái bạn lên lên chiếc xe Vespa Dio cái tự nhiên bạn là gọi là đại gia, ở đây có 10.000 anh không thấy mua nè. Mình thấy ở dưới Ford đó, mấy người Việt Nam mình đang coi lên YouTube á, mà họ cũng quay đó, 10.000 chiếc.
nó còn không có tiền mua, khổ. Về Việt Nam 60.000, 50.000 một chiếc Vespa đó, châu không biết nó đóng thuế gì. Rồi tiền đâu? Không có. Ma nữ đi bán vé số ôm hay à. Nước ngoài về quê chạy xe máy ngoài đường 100 cây không nhập viện mới lạ. Ok. Đường cao tốc gì mà bây giờ đề xuất cho chạy lên 120 cây số trong trường hợp khẩn cấp gì đó, thấy đọc báo đó mà. Rồi các bạn nói gì đường cao tốc gì chạy được có 40-50 cây số gì đó. Cả đá nó cao tốc chạy kỳ vậy. 80 cây số, 60 cây số gì đó. Còn vô khẩn cấp vô cái làng nào đó. Cái quãng đường đó nó quan trọng lắm các bạn. Đó, nó quan trọng lắm. Tại vì bạn đi tới nhanh, tới an toàn, cái công việc bạn đó nó mất, đỡ mất thời gian bạn di chuyển. Còn này nó cứ chạy cờ xùi vậy đó, rồi BOT rồi nó tùm lum đó. Nó kéo cái thời gian ta xuống. Vespa đó Việt Nam đơn giá lên là 1.6 tỷ, gần 80.000. Đâu có giờ cái Vespa đó mà 80.000. Họ đã bó tay luôn. Đó đây đó hôm bữa có con vậy đó. Cái gì mà chiếc xe đó về chứ đây như nó, như mình nhớ là nó có 10.000 thôi. Mà còn không có ý tưởng để mà mua. Nuôi chi. Trời ơi, về Việt Nam mấy chục nghìn. Dạ thôi, cho phép mình xin xuống like. Xin chúc cô chú anh chị em luôn đồng hành, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của bạn. Thích cho mình xin một like ủng hộ tinh thần và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt và bye bye.